Xin chào, bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Hôm nay shop săn hàng rẻ sẽ giới thiệu với khách hàng nồi đá Teria của Benlic Thái Lan nha. Nồi rất là dày dặn, nồi này chúng ta có thể dùng để kho hoặc là để nấu nha. Sản phẩm được có phủ chống dính này. Đó. Nên chúng ta có thể rán, chiên rán ngược dầu đều được và để kho để nấu. Hàng vô cùng dày dặn đấy. Sản phẩm này sử dụng được trên tất cả các loại bếp nha. Và đối với dòng bếp từ kén thì chúng ta vẫn sử dụng được luôn ạ. Hàng rất là đẹp nha. Benlic Thái Lan. Hàng đá dày dặn này. Đó. Hàng chuẩn chính hãng, hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net ạ. Đây là size 18. Đây là size 20 nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.